Houston, I love you. Quý Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài Apple TV 55.4. Quý vị đang theo dõi chương trình Houston, I love you cùng với Kim Phượng. Và hôm nay thì Kim Phượng sẽ đưa quý vị vào Hồng Kông 4, một cái nhà hàng ăn mới. Nói là mới nhưng mà nó cũng là cũ, nó là nhà hàng Việt Hương. Nhưng hôm nay nó là chính thức được cái tên là Alpha. Quý vị đã biết Alpha là một cái tiệm bánh mì đủ thứ, thức ăn rất là ngon. Thì bây giờ bên cạnh sẽ là một cái tiệm ăn với đầy đủ những cái món ăn rất là hấp dẫn. Và bây giờ xin giới thiệu cùng quý vị, kế bên Kim Phượng là bếp trưởng của nhà hàng Alpha. Xin chào chị Ngọc Anh. Chào Kim Phượng. Xin mời chị chào quý khán giả của đài Apple TV. Ngọc Anh xin chào tất cả quý khán giả Apple TV. Quý vị thấy chị Ngọc Anh rất là quen thuộc phải không quý vị? Vâng, Kim Phượng biết chị cũng là gần 10 năm hả chị? Cũng biết là chị đã từng nấu ăn cho nhiều nhà hàng ở Houston. Và hôm nay thì được biết là chị đã về với lại Alpha. Thì chị Ngọc Anh ơi, chị có thể cho quý đồng hương và khán giả của đài Apple TV biết chị về đây được bao lâu rồi? Dạ, tôi về đây được 2 tuần lễ. Thì về đây tôi sẽ nấu những món ăn, những món độc đáo của tôi để cho các khán giả thưởng thức. Rồi chị có thể kể luôn những cái món nào mà độc chiêu của chị? Ở đây là tôi có cháo lòng, mì vịt tiềm, bún mắm, bún bò Huế, mì quảng, rồi hủ tiếu cũng có luôn. Rồi hàng ngày có bánh xèo đệ nhất. Đó. Rồi mỗi ngày hàng ngày tôi có món có cơm bốn món mà tôi chỉ tính có 6 đồng 95 thôi, là giờ gồm có món mặn, cơm, món xào với món canh. Và em được biết là những cái món ăn này sẽ được thay đổi mỗi ngày. Món ăn này thay đổi mỗi ngày. Hay là hoặc có khán giả khách ta đến, người ta muốn trong cái 4 phần này sẽ có những món gì mình có thể đáp ứng được không chị? Dạ được. Có khi ở đây người ta đến người ta đòi ăn thí dụ mì xào hay là bò lúc lắc rồi tôi vẫn làm, cơm chiên vẫn làm được. Nhà hàng Alpha của mình là mở cửa một tuần lễ bao nhiêu ngày và từ mấy giờ đến mấy giờ? Ở đây mở cửa mỗi tuần 7 ngày, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Coi như là không nghỉ ngày nào hết? Dạ, không nghỉ ngày nào hết. Phục vụ nghĩa là hết ga luôn? Hết ga luôn, tối đa luôn, không có nghỉ. Còn về cái nước uống, thức uống thì mình có những món nước, gì? Nước uống thì có nước mía, nước rau má, đậu xanh, nước mát, sữa đậu nành. Đó. Cà phê đúng rồi, nó có mấy món đó. Vâng, Kim Phượng rất là ghiền cà phê và đến đây đã uống thử cà phê rất là ngon. Ở đây nếu mà quý vị muốn đặt tiệc sinh nhật hay là party tray rồi tụi tôi vẫn làm, nghĩa là mì xào, cơm chiên đồ vẫn làm, hay là lẩu dê, heo rừng, xào lăng gì ở đây làm được hết, mấy món nhậu. Thế thì mình mới khai trương được 2 tuần thôi. 2 tuần. Thì mình có sự ưu đãi gì cho khách không? Ưu đãi gì khách hả? Có thì chủ mình biết có những món ăn ngon giống như những bún cơm mà bún món mà với cái giá đó là cũng là ưu đãi cái quá. Con bún cơm 5 món mà giá ở đây coi như đặc biệt có 7 đồng mấy mà. Vậy là cũng là ưu đãi ưu đãi rồi. Đồ ăn đây rất ngon, rau đồ cũng vẫn tươi, đồ ngon mỗi ngày, thay đổi mỗi ngày mà. Vâng, em đã thấy cái món bánh xèo rất là hấp dẫn và cái dĩa rau cũng rất là tươi trong phải không? Chị ơi, suốt 2 tuần lễ vừa qua thì chị thấy khách của mình đến đa số là người Việt Nam hay là có người ngoại quốc? Có Việt Nam, có ngoại quốc, kia thường các tiểu bang khác về hay ghé đây ăn. Ở Dallas hay là Louisiana rồi cũng nhiều, cũng ghé ăn thường. Quý vị vào cái mall của Hồng Kông 4 thì rất là dễ, sau khi mình đi chợ búa xong rồi về đây mình ghé để thưởng thức những món ăn ngon. Và Kim Phượng biết là chị Ngọc Anh là một đầu bếp rất là số 1. Những món ăn của chị rất là độc đáo, nhất là món cháo lòng đúng không chị? Dạ. Chị phải giới thiệu những món đó, cháo lòng và cháo quẩy. Dạ, cháo quẩy. Coi như là mình được nhận đặc biệt luôn. Dạ. Nhận được luôn. Thì bây giờ chị có thể thay mặt cho chủ nhân của nhà hàng Alpha để mà mời gọi cũng như giới thiệu tất cả quý đồng hương đến để mà ủng hộ cho Alpha. Dạ. Dạ, cô anh xin
đồng hương rồi, nếu mà thích ăn món ăn Việt Nam đó, miền Tây đó, thì lại đây ủng hộ dùng cho nhà hàng Anh Pha. Kính thưa quý vị, Kim Phượng ước mong rằng quý vị sẽ ủng hộ cho nhà hàng Anh Pha cũng như là ủng hộ cho tất cả đồng hương Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại, để những cái cơ sở thương mại của chúng ta được bền vững hơn tại xứ người. Kim Phượng cũng xin cảm ơn chị Ngọc Anh đã thay mặt cho chủ nhân của nhà hàng Anh Pha để đến với chương trình Houston I Love You. Kim Phượng cũng xin kính chúc cho nhà hàng Anh Pha sẽ như là càng ngày càng đông khách hơn, và chắc chắn là Kim Phượng sẽ giới thiệu cho mọi người cùng đến ủng hộ Anh Pha. Xin chào tất cả quý bà con nếu lại ủng hộ dùm nhà hàng Anh Pha. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Houston I Love You cùng với Kim Phượng và bếp trưởng của nhà hàng Anh Pha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp. Houston, I love you.